제로 콜라. 랍 đi làm gì? Nếu mà không lặp được thế này thì dính dính. Cái này là đi kèm tương đỏ. Quán này là quán bán thịt heo nhưng mà mình tới đây ăn món khác. Vâng. Đi không đâu. Đi một miếng. Anh xin. Tình cảm ấy. Rồi. Không ăn nữa. Tại sao? Lạnh. Vì nó đậm, đậm mùi sốt với cay nữa. Căng. Ngon nhỉ? Cái này nóng. Lạnh nóng. Thôi rồi. Sợ những người Hải Phòng lắm. Tại vì em chỉ nghe nói là hồi xưa em đi học với một bạn bồ cũ của cùng Lola. Bạn đó cũng là quê ở Hải Phòng. Dòng kem nhỉ? Nhưng mà có gì không? Sao của em? Không, không dễ thương. Đó, ở đâu ở ngay này người kia chứ. Không dễ thương không? Dễ thương, mấy cả xa hồi đen. Đánh đàn nữa. Anh đá nữa. Em đang đá. Anh không được nói thế. Em gái của chị Kim. Đánh đá hơn. Không nói được. Huyền rất đánh đá. Anh thấy yêu con gái Việt Nam như thế nào? Lười này. Em không được nói như thế. Không dột nhà. Không rửa bát. Không tắm. Ai? Không tắm. Đùa đấy. Đùa mà. Đùa đấy. Rất ca lang. Đáng yêu. Đáng yêu. Chiều. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên. Do you remember? Blackpink. In your area. Rất là xàm. Rất là xàm. Đây là cái áo mà chị Kem và anh Đô Hôn chuẩn cho mình nè. Rồi tiếp nha. Do you remember? Em. Hai tay. Vậy là bắt cả hai tay. Bắt cả hai tay hả? Anh chọn đi em hay sao? Cả hai. Nè. Mình tính đi cà phê Dessert 39 mà ở đây đông quá nên là mình phải đi chỗ khác. Do you remember? Em vào với anh chứ? Em vào với anh chứ? Trong ca hại. Không ai chứ xin bảo. Hôm nay mình làm happy ramen. Ăn được không? Hạnh phúc nhờ. Ú là trời. Nè, em còn tồn tại nha anh Hun. Em không phải là vô hình. Đó, vẫn không thèm trả lời em bơ chứ. Thôi, dỗi. Dỗi. Ngày hôm nay mình đi chơi với chị Kem và anh Đô Hôn rất là vui. Và ăn cơm chó cũng rất là khá là ngon. Hôm nay chơi vui không anh? Chắc vui rồi, không còn hỏi rồi. Và mọi người nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chung nhiều bao xung nha. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau.